tiên qua nhà Khái Thúy từ buổi chiều cho tới tối mà không đòi về. Bình thường mà đem nó vô đây chỉ trong vòng 3-4 tiếng mà không trở về nhà là đòi về rồi. Kỳ này không về vì nó khoái không gian mở, không gian mà rộng rãi mà xung quanh nhìn ra cây xanh nè. Bởi lên ghế ngồi bởi đây, lên ghế nè, lên đây coi. À, con bưởi với con vẽ, con nào là thánh ngồi ghế? Thì là không dài, mình nói con vẽ là thánh ngồi ghế là không có đúng nha. Con bưởi, con vẽ chỉ là nói ngồi, ăn theo. Mà chẳng qua vẽ nổi tiếng quá rồi quên bưởi mất tiêu. Đó, bưởi vừa là thánh ngồi ghế mà cũng là thánh chăm chó con nha quý vị. Nó cũng chăm nhiều con chó ấy. Con mèo vô nhà nó cũng cho ra vô bình thường, ta cảm giác thoải mái, không kiếm chuyện gây sự. Chuẩn bị chở bữa về nhà. Ở đây chơi từ hồi họ chở đi bác sĩ thú y, từ hồi chiều tới giờ là như là có 5 tiếng đồng hồ, không thèm đòi về luôn. Được, mày có thể ở đây được, nhưng mà con bữa ở đây lẫn đốm chốn có tiêu cũng không được. Nay vô tình thôi, vô tình mới cho qua đây chơi. Chạy nhảy nãy giờ chắc mệt rồi. Rồi chở bữa về nhà. Còn vẽ thì không biết mày ngồi ghế mà mày nhìn thấy con bưởi mày có làm gì ta không? Chắc chắn con bưởi nó không có đếm xỉ gì tới mày đâu. Muốn ra ngồi ghế chơi không? Rồi cho vẽ ra ngoài ngồi ghế. Đó đó đó, sắp cái cổ nha. Ôi ôi ôi, bự quá. Giờ vẽ bự con quá. Ờ đúng rồi, tao sợ nó sung quá nó tát bưởi. À, bưởi nhìn thấy vẽ tưởng tượng hai đứa đi cà phê với nhau, hai đứa ngồi trên bàn. Ủa giờ thấy vẽ không thèm dòm nữa. Đó đó đó, kênh. Dạ, nhờ con bưởi đi cà phê đi uống này nọ, bởi vì mày mới được bắt chước theo nha. Thiệt, tại vì có con bưởi hay dắt đi cà phê này nọ, mình mới có ý tưởng là dắt con vẽ đi cà phê. Chứ bưởi không đi cà phê là con vẽ cũng không có cửa đâu. Nhờ con bưởi mà mày giờ mày là thánh ngồi ghế mà cộng đồng mạng ai cũng biết tới mày. Trong khi anh này là anh tiên phong nè, 10 năm tuổi. Còn anh này chưa được 1 tuổi nữa. À, cái con mà chưa được 1 tuổi đi sân si với con 10 năm tuổi kìa. Rồi cho cái mặt nó kênh với người ta kìa ông ơi. Cái gì? Bưởi không có sân si với con nào hết trơn á. Nhìn đi, để suy nghĩ ra nữa mà đi uống cà phê dắt hai con điền lượt. Nãy gặp cái cảnh bị chó rượt thấy ghê quá. Đang chạy xe con quỷ chó mực nó chạy theo. Trời ơi, vừa chạy mà vừa lấy hai cái chân ép sát vô con bưởi. Sợ nó tát bưởi. Mà không đâu, nó chưa kịp tát con bưởi là tao cho nó một đá rồi. Kiểu như mày không đụng tao, tao không đụng mày, mày là quá là cho mày ăn đá liền. Mà biết đá trúng không? Nó bưởi mà nhìn thấy con mèo mà dòm bưởi quá là bưởi sẽ nhắm mắt lại. Thấy không? Lãng tránh đi. Chiêu này chơi hoài 10 năm trời mà. Còn anh này thanh niên mới trải sự đời thôi. Nó dạ. Mày phải kêu con bưởi là sư tổ. Truyền cái nghề ngồi ghế cho mày. Tuy là nó không trực tiếp truyền cho con dạ, nhưng mà nhờ nó đi cà phê đi quán này quán kia, rồi mình mới có ý tưởng dắt con này đi giống con bưởi. Không ngờ vẽ đã học được giống bưởi rồi. Nó coi, làm quen đi. Okay. Bưởi nhắm mắt luôn. Mấy bữa nay tính livestream TikTok cho con vẽ bận đồ đẹp rồi livestream lên. Mà sẵn có con vẽ với con bưởi chắc livestream hai con lượt quá. Thấy không? Bưởi ngồi ghế rất có phong cách, còn con quỷ này nó ngồi nó quậy nè. Nó lắc chỗ này lắc chỗ kia quậy. Nhưng mà tiếng ngồi của vẽ thấy có vẻ chảnh chó hơn, sang trọng hơn. Bưởi thì được cái phong cách sang trọng, còn cái tướng chưa có bằng vẽ. Chở con vẽ này tôi mệt hơn bưởi rất là nhiều. Thứ nhất là con vẽ phải bỏ vô ba lô, mà vô ba lô lâu quá nó la làng. Mà cho nó ra ngoài mình phải vịn, phải giữ rất là kỹ. Bưởi chỉ cần để nó ngồi yên là tự nó bám rất là chắc, không phải giữ nó. Sao vậy, buồn ngủ rồi hả? Sao buồn ngủ rồi? Trời ơi má ơi, có cái răng kìa. Trong kênh mèo không được yêu thích bằng mèo, mà cũng có một lượng fan nhất định nha. Tính ra anh này, ôi lộn, chị này rất là có công chơi với những con chó con.
Còn cái thằng quỷ này không công cán gì trơn á, còn là báo không à. Ừ, công của nó là cứu được con hamster thôi. Chứ rồi, con ngồi. Chứ công sức của mày mà so với con bưởi với con khế là mày chỉ bằng một cọng lông thôi. Cứu được hamster tao như có công đi. Coi sau này mày làm được cái gì không? Hả? Thôi cho bưởi đi về nha. Hai bưởi. Có nhiều người nói nhìn con mắt con bưởi thấy ghét. Không có giống chó bình thường, mắt sân si. Thì đúng, hồi nhỏ sân si lắm. Mà tại vì cặp mắt của nó là lai. Lai con chó Chihuahua. Cha nó là Phốc, má là Chihuahua. Nó cặp mắt của nó giống như chó Phốc á. Ủa lộn, Chihuahua chứ. Chứ đáng lẽ mắt của nó là phải dài dài như mấy con khác à, bởi vì con mắt nó hơi đặc biệt á. Nhìn nó hơi chằn gây tí xíu thôi. Mà tốt tánh nha. Chứ sống thọ nữa. Hả? Đợt này thử bắt con dẻ được không? Bắt nó vô chuồng thử coi. Khó bắt lắm hả? Trong chuồng bắt được mà đây bắt không được. À đó đó đó. Chờ đó, đó à đó. Gấu chưa? Nó biết mày sợ nó. Trời ơi. Phải bạo lực vậy mới được. Phải bạo lực. Chứ con này người nào mà nhát nhát sợ sợ là nó làm tới nó chụp người ta liền. Đó đó, chịu cào móng nha. Dính cát không? Thì tụi bay cứ ngắm con bưởi đi. Ngắm cho đã đi. Ủa hết sợ bưởi hả? Ủa? Nhưng mà con mèo mẹ vẫn còn. Vẫn còn. Tính đề phòng rất là cao. Nhìn bưởi hoài luôn á trời. À, nhất cử nhất động của bưởi là rồi trời, con mắt của nó kìa má ơi. Nè giờ kêu nè ha, nhỏ nhỏ đây kêu nè. Bưởi là béo. Bưởi béo ơi. Cho ly mày. Bưởi ở đây. Ủa béo. Bưởi bưởi. Mày có muốn về không? Trời ơi là trời. Bình thường kêu là nhảy xuống liền, còn bây giờ lừ đừ. Ủa chảy mũi hay gì vậy? Có chảy mũi không? Chảy mũi luôn. Chừng con này nó bị sốt, bị cảm thời tiết cái gì đó. Thôi cứ về cho nó uống đen tiêu quá để tính sao. Thấy cái mồi chịu ở đây nha. Bữa nào cho mày ở đây thử 2 ngày. Mà nó ở đây con đớm sao? Đớm ở đâu? Thấy mày sợ, thấy mẹ nó trốn hoài, trốn liên tục 2 ngày sao? Bữa nay không có cho bưởi tiếp xúc với khế thúi. Chỉ nhìn từ xa, chứ không có cho đụng chạm với mèo. Để bữa nào bưởi khỏe khỏe đi, tắm rửa xong rồi mới gặp lại khế thúi nha. Bưởi với khế thúi có một điểm chung là rất là hiền. Khế thì nó hòa đồng chăm sóc con này con kia, bưởi thì không có hòa đồng lắm, cũng hơi chảnh chó nhưng mà cũng không có hại ai, cũng chấp nhận cho người ta ở ké. Về mấy giờ rồi? 8 giờ 15. Gần 9 giờ. Thôi về lẹ đi. Mưa xuống cái là báo nè. Về bữa đây. Đây. Về. À, về. Nghe về là mừng lắm.